Bát này mà đó là khai lục dây sọc ngô tiệt hai để phụ nhóm tặng ọc này bát bàn cho ruộng này đã bay ốp thăm tạ đó quạt cứ bong đá rá hay nhóm phẹ rì dìa nhóm prom tiền ôn thay rồi bọc nhóm nâng dến hay nâng Leicester Street prom tiền nè mình kêu sứt sậy bạt quạt bàn chui ôp thom mà phay đà lá bàn tay khi nhom ai tờ ruồi đập ram đồ lá pin nè nừng dây mà hai chi bộ môi khai tiết cứ khi nhom mà nừng chun quạt mà phay đà lá nông mà khai ba thì dương nhà tờ bộ môi khai mà đong ba thì dương chập đam tăng bị đá mà lấy hả lấy đọc khai thì đọc mối thì dương bàn chui tờ đọc quạt thì rương ra để tờ cái ắt tha thì bay bị chán bạn vận tải đòi sân khai khay khay bạn nhom bạn có ốc quân tại đó phải ôn vượt nâng phải ôn sốp hiệp phòng đá bạn đại tài tài chui sầm rùa cái ca nâng dọc là thải ca đã bọc nhom làm bay thuở bốn thuở tiền chun tại đó lục dây sọc ngô cứ quạt miên là chào mà nè chậm tăng cả hòm là nghĩa là cứ chào đi nâng là lỡ nâng có tàu ta một bọc bà đây bạn nhom chui riêng sâu đáy bằng tay vì bằng đồ mình cao nên ngay hà vì ọt rịch châm ra anh ấy tớ có trâu đang cầu xì chân tớ nên có ọt bánh hà bạc bằng tay chui tớ đó lục dây sọc ngô có ọt ruột mình ban bảo mạng thế bạc bà xoan chỉ dương chăm tớ đó có ọt chứ từ chuối ở nông có ọt ban từ tuôn tiên gà hà chung anh vậy để có ọt chân thơ chân bì xa thế bạc nơi bê để có ọt miên ở dụ chất sắp bẩm bay cho nam hơi để quạt ai từ pia bán ai từ tua tiên bán bà ta chỉnh châm từ quạt tới đôi chia mà đá dương đá bà sạch nhiệt dương tại môi cốt chúng buộc nhóm thơ vậy để nhóm ai thơ bán hay nê chia sẽ đây là o nồng bôn của xoa tay tại thơ ở nhóm rịch rìa sẽ bài chất chỉ nếch bạc nồng ca chùi ốp thăm tại đó quạt nhóm mình vô thà quạt chìa nẹ đỏ tây tê cứ quạt chìa mà đai rồi bọc nhóm chìa miên rồi bọc nhóm chân tư thì nhóm ai thơ vậy bán tư lực tập hiệp là nhóm ai thơ cứ nhóm ai thơ chìa cầm ru tập đọc bọn phá ôn tập ọc ní hay bọn phá ôn tập ọc ní có ai thơ đôi chìa nhóm đai bạc ai chô ru mà khai đọc cái đây pram cái đây mà phay cái đây dương chui chìa châm quạt tơ quạt mình ru bàn phần màn tê cứ thà bọn thằng ở đây dân thơ cứ bàn đo tự đo quát hay khơi quát miền sẽ đây sọc bàn tù tiền nơi vầy vầy để quát chăng hay mùi tiết quát mình ai tự rước ếch chai tiết bàn thế bàn hay con quát cơ ạc miền prang để quát chi tử hay bát thằng ở đây có xôm chạy rùm lệch nơi bọn của xoal nơi sẽ đây là o thằng ở đây bộ dân bàn bằng pinh xôm bọn bà ôn thằng ở đây trái o ạc nộ mô tình yên ở trong này bọn này chỉ môi nâng khá nhóm bát phóng hay bọn bà ôn thằng ở đây xôm tạm đàn nông phiệp rị riêng nâng trái o rà vốt hay nâng giúp hiếp bàn chốc tàu tì nô cư bù tạ nâng bù vốt bàn chốc tàu mà đoàn tiệt hái hay sầm nay sầm na lên chỉ môi nâng lục dây sọc ngô cho bọn bà ôn thằng ở đây tạm đàn tu sầm na nâng rương ra ư chỉ vật vật bọn lục dây sọc ngô chỉ môi nâng phụ dương khi nhóm đôi tò tư bạn bạn anh em nhà cô nộp chấm điểm xua tại đó bọc mai bọn ôn ôm phụ mình lục dây lục ta thằng ở đây bạn chỉ ti cô nộp chỉ ti sầm lanh bạn bên ní khi nhóm bạn tụ tạ nâng phụ vốt bạn thưa đầm na bạn từ tiệc lục dây toàn cứ phum xoay bật tiêu bà ông phum mình lục dây lục ta sọc sang khét gần đàl bà dục thạ bà ca ta mày cô hay đang bong xe lì nà mông hay đang mạng dên hay đang lục bù đà ra mình phi đang Mr. Larister hay đang ôm cao sạch sầy bà chân ông phum mình lục dây lục ta tặng ọc nia xong rộm chơi ông phum mình bà tờ su nô âm phì chi vẹo vọt rừng rao sọc tục lúc dây chỉ mỗi khi nhóm tầng ốc này đang bom nom thả bạc ca sau bà đọc chân khai rùi nâu giả rốt âm rịch đã gọt bàn ổn thăm chìa khai chìa khai đi chìa khai đọc môi hay ông bố mình bà đã phụ nhóm thở vô thả bạc ca thở chùn lúc dây hay phụ nhóm gò miên thả bạc ca ổn đồn thở chìa ôn thay rồi bỏ lúc dây gọt ngang bà tam nhóm cư mở rồi là đầm bây ơi nhóm vô thở chùn lúc dây
gặp nhau mà vui ông phụ mình là đời xa nhung chăm đo khai lục giấy nhung mau tao mình chướng hơi tao mà đo ông phụ mình phụ ấy lâu tao lục giấy dạng ngày đã dương tròn tích tròn tú dương mau tao mà đón hơi ông phụ mình bà chân ông phụ mình người ta thằng ngọc kia mà xuống rồi mình chơi tao tam đan sẽ cầm phía phụ nhung thằng ngọc kia bà tự su sụp túc lục giấy thằng ngọc kia bà cho chạm tiền cho chạm lục giấy lấy phụ bắt là lối xén rồi lần sau nó phải định chân mưa hổ mưa khơi bật sen bật lùi sen câu ấy câu cho con dân na tới câu mà này ấy đấy con câu hỏi câu mà này anh thằng ấy chân nó đôi thà vì cho chân nó tới câu nó hơi chậu nó hơi câu tới bột thà vô bây tới câu luôn ấy nhá thua đây tới chưa tục tạ nó luôn thâm thấp bây tới bàn câu hơi thua rồi đây bờ. Tới chân chắc là nát tao hao kia vô bật thiệt đấy chứ con có đó chào vậy đâu có đồng này anh có đồng này anh đâu thu rồi chăm lùm lá chăm cực nó ngon pina có hồi hồi khăn ngon ở tư giờ dùm bọt vay luôn này mẹ nhóm cao nhóm đâu bị tui dùm phê này hả cái cọc chắc chắc cọc chó lẹ nại cọc luôn này nhá mày chắc chắc nhóm có rồi thả pin khỏi ta nhóm còn cho chân dậy lên được nhóm nhân rồi thằng chào anh từ bà đấy có cho luôn anh pi mục hay sol mán sai tay vọt pin khói mới có hôm nữa kia nha còn chơi trận giấy lê nhá ta nhầm bà hay giấy sọc từ bài sọc ấy sọc tục ấy thầm đà tới lúc gì này ngày đó sọc sọc có tục tới giờ tiếng thế hướng chỉ vật một ngày cắt một ngày cao cắt mai cao dương một ngày cần đau một ngày cần điều chất bầy ấy nè bà chất bấm bấy á nè chân bấy à chà dụ tâm nó không mê nhá nên ấy chắc phân mấy ấy bài là vì chăm chết bài ta vì chăm chết bài ta bài ta mấy chân đừng dần nà dần nấy đừng đo bài tại ớt viêm tiếng thì vượt mà nấu dưỡng nó đo mà rối á ôi nó đo mà rối á mà rối khách vì ai khuôn ấy nấy chân ta bấm ăn chăm tiết xóa thằng gì lộ chú ạch chú nô mấy tớ ta bảo man cho nam tiết tê tớ dương mình bảo ba ta bảo man cho nam tiết tê thò mấy ban rồi nâng ấy mười tiền dù chú bịch ồ đi từ ở Pina báo ồ ní ồ nắng ồ là đâm bạn nắng không đâm là đâm mấy kìa đâm của sang bạn nắng ớ đâm khuất nắng ồ bạn nắng bạn ní bạn tăng còn dễ tăng xa môn màu xa môn quý lơ con đó liền ảnh quý lơ con đó lừa nó chứ, cứ một con tàu khẳng đâu bỏ màu khẳng đi, chọt bạc màu món chó là gì? Ở, chó là na má đấy nè, chọt tàn tích, chụp bông tích nó ngả không mấy sao ta bốc tàu ngõ nó. Dạ. Chừng đào nó chả hết chừng việc bạc không mẹ. Mấy đấy bữa nào, người đào khoát nó bị phối á. Đào nó thay đây, đào nó thay đây. Thôi giờ ra tranh chó là gì? Nó ngay. Vậy đào thay đây. Thì ngày nè đi xa bài hai bàn hộp ấy ngày nè nhầm thưa tự cường thầy tí nữa mình đã xa trong đầm thà dây quạt đi xa tự cường ngành bản na bà ta chơi trong bùn mì từ mưa mỗi kia thầy nhầm cùng bố cụ ta còn toàn bàn hộp bài đây là mày chỉ má xong dây một pê thôi thân bà hộp một pê thôi vậy bà đặt một pê thôi thân cường đúng bà. Anh đi chơi trên cát bay qua đồng phố mình và mới khởi tham biến thiệp phục phôi là khởi là cả hai mà tới không ai rồi cái này đi trộm đập trộm đập ô trộm đập nó nặng sai gì trộm đập từng lũ đâu không anh nói kia cha mối sạch chưa ở đây gặp đập chân gặp thơm từ cường đập hay cha ở đây cha ồ cha ở đã sạch gặp cha chân đi mong gặp hộp sai gì hay từ cường đi từ cường này ồ bà thầy cái lúc gì phở thầy cái thưa thầy cái thầy lập giá ồ thưa luôn ấy hộp luôn ấy tư ồ bà hai mươi bài mới bỏ bài sao lại chạy hộp với mới chạy phi nè nè ồ đồ nâng mình hỏi hộp bằng chia từ tia được muốn ấy mà hộp hộp tư bà hộp muốn bị ọt đạm bài ấy giờ lấy chai hộp một pê là bờ chai hộp ở tới ta lượng dây bàn này hộp ế lượng dây cất tiền còn miếng lượng dây còn đạm lượng dây ế đạm còn đạm tóc à rê bà đằng chặt ở hơi chai dây lên ra lượng dây bà bụi pê lưng thầu tục lượng dây lên con hay lượng dây đạm bài chứ đạm pi bông mà bài đạm tăng phật nó
Bánh nắng nắng hộp đó là nghe tiết. Hộp đó giúp. Hộp đó là nghe. Hay mà ngay đam màn ở hộp bán màn gặp mà gặp bóng. Mà gặp bóng hộp bán đó nữa. Bà hay slo slo cái luôn anh phải bại chẳng tới. Anh tới phnek hia lẹ lạc bia phnek bia bọ nó hay đó là lỡ vì tranh tập phnek ôi tranh chẳng mà tờ mau lúc cuối xong mà tham tập phnek có mỗi hia. Nắng ngày chạm nhầm. Bà lúc dậy của ấy là một tập phnek nắng nè mình plan đa gặp nhà mà ở nhầm hay nhưng mà sau chưa phnek nhầm chun lúc dậy phải thay mà. Ai cho từ từ xa từ ấy mà tới lúc dậy từ từ cái luôn ấy thì có. Luôn này. Còn tôi nó vơ rất thẹn đôi thai dương hạt ran xa nơi nào với nội vậy nó phải chặt tan ấy bằng nhom tao nói nhom cái này chật chật này nó nghe chật chật tam tia kia giống nó tam tia kia nó nghe tao xa một cái chật thẹn con ngót phá nó nữa ấy tia nó nhom nhom chồ móc đôi cái đầu rồi vậy giúp giúp miền phường miền này giúp tia miền từng ha nó cũng miền này giúp mà ban ban ngày chẳng nấu coi con tôm mấy mình thấy chè mà hay lục dây đâm bái lục dây phở cái phở chuông cái phở ổ 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 nâng ấy nâng mà nó mà hộp bị xa lúc dây bị xa dừng thử bị bật chân dừng tục bị xa bị nghỉ chân khôi con lục hiếp á lúc dây tại nâng thử bởi dừng làm ở xít á chà bà nhưng nâng mấy nâng ở xít là ngay mà làng ạ bố chè chạc lại nâng chúng ta nâu xin hướng chọc đôi kì cắt đá chân á à nâng xa ấy à nâng ạ bà nâng ở xít rồi có nâng bà chọc đăng chứ ba miền là lục hủ bê thì lại còn đăng chứ ba lúc dây bà hay đôi chà kháng này tật cường lúc dây mới đạp vào học rồi đặng là nó tật cường ọt học và ọt học ọt ngành dây bằng tay còn tha nhưng từ tôi school thà tật cường bật dịch ngành nhau muốn luộc chơi á ngành nào bài ngành nhạc rõ nè bằng tay lúc dây thử kết bị phò bà phò là lại đôi thà phụ nhóm khẩu bệnh mấy ấy đây hay rồi có ông chà chà xây tiết để con ăn miên chùm ngừa xít con bằng ấy đây về lớp vi sa nè tại đó lại lục giấy miền chủng ngư axit lăng lơ axit đó nè cha hay chăng lục giấy vi sa khương phap ôm ở bản tê lục giấy cả na dương vi sa khương phap ôm tới bึก cơ ta lăng chi axit đó cha ba vi thưa tụ ở dương hâm đai hâm chương đà ruột thư chọc chập chăng chai chi chăng ba chăng lục giấy thử ưu tiên tha bái chi chăng đai cùng cùng vi sa bài cọ đưa tha dương đằm chăng tới dương đầm mồm đầm mà xa chẳng tới là nghĩa chăm dưỡng đầm cái đầu đầu tiệt anh nó bị chui sọc phiền mà chàng này bạn là ngay hay bà sân chìa lúc dây đầm bị bực tục bị xa đó là nghĩa hay mà hộp với khộp tục đó là nghĩa tiết anh nó làng chỉ là xịt mà làng chỉ là xịt kì thờ ôi tại vì xa cái đầu bị phua nhưng có sự kết khơi lúc dây dưỡng chạc đầy hơi hay sọc phiền trong khăn á lúc dây mà làng ấy thôi ô hơi ọt được mừng pal được mua nữa lâu tàu chụp chụp lại cấp món á nè bà hay lớn miền đại từ đâu ai trai ai tiếc đấy luôn vậy ọt từ hứa thế tàu lên cá rồi bò còn chuồn cá thì chốt thì chốt bảy từ đó luôn vậy tới tới dương miền tháp ca còn nó đo xẻ chi phía ấy ba xem xong hay xong đấy cùng là bàn bong bong phỏ mày cô bong lina mông bong jen mà hay rằng Mr. Strider mà nâng bong khui phò đà ra nâng khui sậy phi mà nâng cao sệt sậy ôm cao sệt sậy để còn bàn ôm bát thom nâng của mấy lục dây khoa khăn khăng á lại nâng còn bàn thu dương môn nâng lục dây nó mà bàn sọc rồi chôn còn chui bị chạm khai lại và lại khơi ra khai đấy cứ khai thì đập mũi à bà nó không có bao giờ mà khai thiết dương cùng rụng mà chân lắm ấy nè để chui lục dây đó nghe bà thì nhóm máu đấy cứ bòm đòm để thạo bị cá khai thì đọc mùi nè lục dây bà chui chạm cái điên mà chạy phlịch bà chạy gặp phlịch dây tê thời ta liệt đạch khai thời ta mau chẳng mong đó là khai đọc năng thúc ao gì à thế sau đó chôn con năng bị phía xa cái này to tiệt thầy chô rùm mà nhóm thám tiệt các nhóm lỗ ấy ở cá tê
bà quạt nhung có phong tập chun tập nắng tập can bong bong là chia sọp rọ chun là nhung bán liệp rọ chung buộc hàng lớn mà nhắn quạt có bán có phịa xa khnề tha nâng bát toàn chầm lục dây tiệt hay hay thả bị cá chung buồn của má nó gọi toàn đăng tê là lấy giấy và tay phần khâm tha phụ quạt đang chui lục dây và to tiệt hay nhóm nâng pom no mó chỉ riêng rọ khai đôi đôi họ đo nhé đôi giấy nè mà hay lời này có xua nom bị sốc tục luôn nơi bị chạm thằng ngay bàn tập bắt đăng để xa tại nhom có khơi được dây luôn nơi rằng còn đau còn đai ba tại mà này ai nhà con ông tôm cho ria cầm sọt nè ba hay lời này cứ một lần bà cô là thả bị ca xong chơi lục dây tới hàng cây tích ở phư tích lục dây nó ba hay chia sải phong chơi mà bơm mà hồ mà hà nó trong đăng hay chào phép tình chua trong pi ca hộp chọc nó lục dây bờ giang na giang đấy và chia sải ở chào phong ba nhưng ba phụ huynh xong cũng chụp việc xua tất cả không phục binh cùng mai bóng bồn ba ta chỉ thay mà đóng tiền bàn ba nhưng ba cũng ta có xong ăn nhà cũng chụp chụp việc xua tại đó phục mai bóng bồn ông phụ binh lục dây lục ta thằng o mà thằng nông thằng cao thì chỉ số lạnh không ra bàn ba ông phụ binh của ban chụp chi việc của bọn là bọn lục dây mà đo chi phí đo đôi mà hai ba đời cá bị một nước cứ lục dây còn là còn chuyện nè rồi sập bọ sập phong mà bọ đọp là tam chấm nia tưng cái đôi kia nơi nông cầm nô sầm rá mới chỉ đam đời cái trong bàn thôi làm nái sòng cắt các bàn khơi những lục dây hay có việc tập chất làm nát sâu quan có chun thạm cá khắc khắc đại chiến thạm cá sập rọ chun hay các bàn xua lo pi chi việc của bọn là bọn lục dây bà và tòa báo có miền sọc rõ chôn khám ai đã có miền tật chất thật thiê chế đẹp là có mưu bồn bồn tiên bà chạy đồn lên thạp ca bởi vì môn và đòi bị co bà nó thạp ca to lắc luôn nằm bây mà chui lục dây rồi hãy tại có quạt miền tật chất là đẹp là sâu lục dây sọc ngô bà hãy khuyên thà quạt miền vây chả chả đi hai ông phụ mình bà khuyên thà quạt tuôn nơi tại pi nhạc chạy tại bọn nó mần miền côn chạy nào thì châm quạt tê quạt sầm áng tần lư tại cái trai tình tôi tầm mấy bàn còn là tình co tình hồ bấy hộp ngày khá tới hưởng bàn tới có bàn hộp từ ngày khá tới hưởng hoặc bàn tới có đạch phê chẳng từ ba hay ở thời gian phê đọc mũi khai mà hơi là sọc đọc chôn khám ai còn bàn nhà chỉ thả bị ca nằm bây ở khu nhóm bàn vô một chun lục dây ở còn miền thả bị ca còn là bàn tình bài chắc nông dùm nay năm thường cư ấy tự tu tiền ba, ấy nhom họ quân là tập chất ba, tập sọc rọ chun ba, tập học nia ba, đại miền là tập chất là o ba chui tới đó lục dây trong bàn họ quân cái lăng mệnh tên ba nơi sầm đàn chất mũi ni ba, mình ai đồng lệch ban ba, ấy thà bị ca nó cứ phụ quạt ban nhà mau chui lục dây dẹp về là mũi năm ông của mình, ấy khai ní co chỉ khai thì đọc mũi phong đai để nhom bàn dùng điều càng lơ hái chỉ khai thì đọc mũi sầm gặp và phạt khai lục dây ในจังเลยสอดสะคายกระไรมาคายเต้ๆคือจบคายตีดอกปีให้บ้านหนึ่งมันจบให้ไอ้อย่างนาเทียนลูกยมก็นังเชียร์เยี่ยมจูนหนุ่มนั่งมาจากการสอบรับจุนทาตาควันเถิดตะโตช่วยจำหลงใจตะโตเทียนหรืออย่างนาปัตย์แต่บัดตามเลยยมมาดังตีฟอร์มเบียนคลักละดมนังคลักละคือพวกควันนั่งตะโตจำหลงใจตะโตเทียนได้หลงใจน่าบ้านโดนใจคุ้มบ่อนนั่นหลงใจยังไปไล่โลกไล่ขยำมากกว่าแต่โดยเฉพาะเสร็จนั่นคือบองโปรไมโก้บ้านึงบองสยามลีน่าบองเจนบ้านึงมวยเทียบคือมวยพอดารานึงมวยใส่พี่กอดบานส่วนดมดังได้ท่าดาวคายที่ประมาณห้าถึงชอบคายที่ประมาณจังนะจังกอดจังปะตอนจำเทียบจำช่วยจำหลงใจเทียบไอ้เป็นท่าผมปูมิงโดยสารกอดมีนไว้จากชุดีให้ก็กอดมันบานประมาณได้ปูมิงบ้ามันมาประมาณได้อาจจะช่วยใจสำเร็จบ้าก่อนกอดบานดอกเสียชีวิตเพียบมีนเพียบสนุกสกสูรคละก็เชียร์ปัจจัยบนบอกผู้ยืนของคนนี้ได้บ้ารวมแต่งพยมบาลปัตย์แต่พยมบาลแต่งปีที่ก่อนมันมีนเสียถ่ายไปกายได้ปูยมก่อนนำมีนแต่เชียร์กำลังจัดในขนมกาปลอมน้อมบ้าไอตัวเชียร์เดบุลปันนาบ้าก็เลียดเนื้อแต่เมาฉลองตัดฉลองตุกบ้าดำใบมาชุบนางหลงยี
ឲ្យ បាន លោក យាយ គាត់ ណា បាន ថវិកា ដោះ ស្រាយ ទៅ ជីវភាព បាទ គត់ គង់ ជីវភាព បាទ ហេតុ តែ គាត់ ដល់ មាន វ័យ ចាស់ សេរី ហើយ អពុក មីង បាទ លោក យាយ គេ លោក យាយ យើង ណា បងអូន បាទ 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 អញ្ចឹង លោក យាយ ថ្ងៃ នេះ គឺ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ឈ្មោះ ម្ដង ទៀត លោក យាយ ណា ចា បាទ ទី 1 គឺ បង ប្រុស ម៉ៃកូល បាទ ម៉ៃកូល មុក បាទ ហើយ ថា មុក សំអល បាទ ហើយ គាត់ នឹង បង ស្រី អាលីណា មុំ បាទ នឹង បង យាយ មុំ បាទ ដែល គាត់ ពូ គាត់ រស់ នៅ ទី ក្រុង ឆាឡុត រដ្ឋ នត ខារ៉ូលីណា បាទ ហើយ គាត់ បាន ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន $30 ប្រចាំ ខែ ណា ជូន លោក យាយ បាទ ហើយ ទី 2 គឺ Mr. Lester Strider បាទ ដែល គាត់ ជា ជន ជាតិ កាកៀង បាទ តា ជា ជន ជាតិ កាកៀង ហើយ គាត់ បាន ឧបត្ថម្ភ ចំពោះ លោក យាយ $20 ផង ដែរ បាទ បាទ នឹង ក្មួយ ប្រុស តារា និង ក្មួយ ស្រី ភី ដែល ពួក គាត់ រស់ នៅ រដ្ឋ វិជ្ជាញា បាទ សហ រដ្ឋ អាមេរិក គាត់ បាន ឧបត្ថម្ភ លោក យាយ មួយ ខែ $20 ផង ដែរ បាទ ហើយ រួម ទាំង ខែ នេះ គឺ អ្នកមីង សិត តុលា កែវ ស្រី បាទ សិត តុលា កែវ ស្រី បាទ គាត់ ក៏ បាន ផ្ញើ ថវិកា តាម រយៈ បង ប្រុស ម៉ៃកូល បាទ គឺ ចំនួន $20 បន្ថែម ទៀត ណា លោក យាយ ណា ចា ក៏ ផ្ញើ មក ជូន លោក យាយ ផង ដែរ អញ្ចឹង ថវិកា សរុប ទាំង អស់ មាន ចំនួន $90 ណា លោក យាយ ចា បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាន បដូរ ជា ថវិកា ខ្មែរ បាទ ចំនួន 360,000 តោះ បោះ ច្បាស់ បាទ ខ្លាច់ ខ្វះ 100,000 ណា លោក យាយ ទទួល 100,000 បាទ ហើយ នេះ 100,000 ទៀត ចឹង $50 ណា លោក យាយ $50 100,000 11 12 13 14 15 16 16,000 នេះ $40 ទៀត អញ្ចឹង វា ស្មើ នឹង $90 លោក យាយ ទាំង អស់ ណា បាទ លោក យាយ មាន ជួយ ពោ ទៅ ដល់ សប្បុរស ជន ដែល ជួយ លោក យាយ បាទ មាន ស្គាល់ ស្គាល់ ឈ្មោះ បាទ ឈ្មោះ ដោយ ចៅ បាន រៀប រាប់ ខាង លើ ហ្នឹង បាទ សូម ឲ្យ ក្មួយ ទាំង អស់ ចៅ ទាំង អស់ ណា បាន ស្ដី សុខ ស្ដី ចម្រើន រោគ ឈឺ មាន បាន តើ ណា មក ណា បាន ស្ដី សុខ ហើយ ចៅ ផ្នែក យ៉ាង ណា បាន ដូច ក្តី ប្រ ផ្នា បាទ សាធុ បាទ ជំងឺ កូវីដ អី កុំ ទៅ ទៀត មាន ឲ្យ បោះ វា ជា ឆ្ងាយ ពី ក្មួយ ចៅ ទាំង អស់ ហ្នឹង បាទ បងប្រុស ម៉ៃកូល បាទ បង លីណា មុំ បង ជេន មុំ បាទ មីស្ទ័រ ឡាស្ទ័រ ស្ត្រីរ៉ា បាទ ក្មួយ តារា ក្មួយ ស្រី ភី បាទ និង អ្នកមីង 90 ស្រី បាទ សូម ទទួល យក នៅ មគ្គ ផល ដែល អ្នកមីង បាន ធ្វើ ផង ហើយ និង បាន ផ្ញើ ថវិកា តាម រយៈ ខ្ញុំ បាទ ពុវុត ពុត បាទ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ បាន ប្រគល់ ដល់ ដៃ លោក យាយ ហើយ បាទ ជា ថវិកា ខែ ទី 11 បាទ សូម ជូន មគ្គ ជូន ផល កសល ផល បុណ្យ ដែល បង ប្រុស បង ស្រី អ្នក មីង ក្មួយ បាទ ធ្វើ ផង សូម ទទួល យក ផង ហើយ ខ្ញុំ បាទ ពុវុត ក៏ សូម បួង សួង ទៅ ដល់ ទេវតា ឆ្នាំ ចាស់ ផ្លាស់ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បាទ សូម ប្រទាន ពរ ជ័យ សិរី សួស្តី សុខ សុភ ភ មង្គល អាយុ យឺន យូរ សុខ ភាព ល្អ បាទ ទៅ កាន់ បង បង អ៊ំ អ៊ំ អ្នក មីង លោក ពូ បាទ ទាំង អស់ គ្នា ផង ហើយ ជា ពិសេស ទៅ ដល់ អ៊ំ ពូ មីង ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ដែល កំពុង ទស្សនា ក្តី មិន ទស្សនា ក្តី សូម ទទួល យក មគ្គ ផល ស្មើ ស្មើ គ្នា ហើយ នឹង ជួប ប្រទះ តែ ពុទ្ធ ពរ ទាំង ឡាយ 4 ប្រការ បាទ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សខៈ ពលៈ 8 ឃ្លៀត ឃ្លៀត ឡើយ បាទ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាទ ពិតក៏ សូម ថ្លែង នៅ អរគុណ ទៅ ដល់ បាទ សប្បុរស ជន ទាំង អស់ បាទ គឺ បង ម៉ៃកូល បង លីណា មុំ បាទ ហើយ ម៉ាក់ យេន ហើយ នឹង លោក ពូ តារា មីង ភី និង មីស្ទ័រ ឡាល ស្ទេលឺ ហើយ មីង កៅសិត ស្រី បាទ មីង កៅសិត ស្រី បាទ អមុតធានា កសល ផល បុណ្យ មួយ នេះ ទទួល យក ទៅ ដល់ ក្រុម គ្រួសារ ពួក គាត់ ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ គាត់ សុខ សប្បាយ គាត់ រក ស៊ី ទទួល ទាន មាន បាន ធ្វើ ប្រកប កិច្ច ការ ងារ ឲ្យ ជោគ ជ័យ គ្រប់ ភារកិច្ច ធ្វើ ដំណើរ ទី ជិត ទី ឆ្ងាយ ជួប តែ សេចក្តី សុខ សេចក្តី សប្បាយ ជួប តែ លាភ ជួប តែ ជ័យ សិរី សុខស្ដី សុភ មង្គល គ្រប់ ក្រុម គ្រួសារ បើ វា ជា ឆ្ងាយ ពី ជំងឺ កាច សាហាវ ផង ដែរ ហើយមួយទៀតក៏សូមជូនពរអ៊ំពូមីងបងប្អូនយាយតាយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុង Channel យើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈវលៈ8ឃ្លៀកឃ្លាតឡាយបាទហើយមួយទៀតនៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងប្រកាសថាបកាទៅលោកយាយម្សាទៀតជាខាងបការបស់លោកពូដុលអ៊ំដុលជាប្អូន
bọn phái mà dây bà ngô bà đọc nông chẳng là nhóm bà của ta bà chẳng là tìm mình chọc đi khi nhóm bà của xô của rộp chun po ông phụ minh mà đoàn tiết nằm nà phơi chất phơi chân ngai bà xô mà miên sốc rồi bắt thịt phía bằng ngọc lìa bà ai mối tiết có xô mà chia sài chẳng phụ cái nhóm tầng phí nẹ đi phong bà xô mà miên phía lửa luộc chóng chóng đòi bà ca nà môi đòi mà miên chết chết tầng nà lục tê bà xô mà chia sài phong bà là tìm mình chọc đi khi nhóm bà phụ vốt bà khi nhóm bà của ta bà xô mà ọc quân xô mà chết đi bà ยิ้มเยสนะลูกยิ้มนะบ้านให้สบายใจเลยลูกยิ้มบ้านสบายบ้านช่วยบ้านตะตอเตี้ยได้ลูกยิ้มนะบ้านตะตอบ้านโอ้ยเปลือบบ้านเต้นี่บ้านยิ้มสบายจัดสบายทำดังมวยขโมยสัมปีเมาสบายทำเลยยิ้มสบายตั้งทำเต้นใจก็สบายจัดได้แต่ซาแต่ไอ้บ้านใจสบายจัดนึกไปเลยใจเคยลูกยิ้มเตอร์ สมรามกับสมบอกดอกสมบอกกระปงในกับน้อยสมรามอ่ะใจอันนัดไอ้เมียนคลันอ่ะเศร้าคลันอ้อยคลันอ่ะโอ้ยแม่นั่งบ้าไอ้ตาเลยลุงยัยชกเออจังลุงยัยเมียนทำมีกาก่อนนะดอกเสียชีพเพียบใจสบายชัดสบายชัดจังลุงยัยนะบ้าเอาคนชราจะเบียบเรียนเท่านั้นเลยบ้าเจ้าตกไม้ตามเต้ากระดบจะเบียบสู้อมปูเมย์หลงจะหลงตาได้กับปงกับตามดานตุสนาหนุกนงชาแนลรบบ ตามไอโก้บาดองปูเมงไงนี่ปุ๋ยยมบานเพื่อดำนาบาดจังปีเตะหลงใจยี่ตอนองปูเมงบาดเลยปุ๋ยยมเพื่อดำนาตัวใหญ่บาดเลยเธอตามเพื่อดำนาตามจึงโก้ดองมาก็จึงตึกดองเหม่งจึงโก้แล้วมาตามจึงตึกวิ่งบาดจังองปูเมงยี่ตาต่างอ้อบาวิดีโอนี้คือบรรจบแต่ปนิไอ้บาดองปูเมงจังโซมอคุนหนึ่งโซมกระดูกเลี้ยบาด บาดบรรทัวปีบองโอนปุกไม้ต่างอ๊อกเนียเยตาขมวยเจ้าเจ้าต่างอ๊อกเนียบานตัวสนาเนกสายวิดีโอปุบปุตตะบานเตอร์ตีโนให้ก็สำนักสำนาเลงจมวยลูกยิ่งส่งโง่ให้ยมบานบริจาช่วยจะรักว่าแต่บองโอนต่างอ๊อกนี้เมียนเนกาสบายรีเรียจมวยหนึ่งยมเต๊ะ บาดให้หนังปูปุตตะเต้บาดให้จำในขยมคือเมียนตึกจัดเจรตลาริเรียนะบาดสกเรลอคือการมาปีตึกจัดในยังริเรียบองโอนมันบานและบองหรือควาตาบิกาโกมันไอได้บาดใจริเรียจะมวยขยมบานบนเลือดหรือขยมแต่เตี้ยบาดให้บองโอนช่วยจอยลายความตรอดาวปุตตะปุวดหรือมวยสมบัติชนเชียงฮอกพองบาดให้ มวยเตี้ยก็โซ่บอกโอนแต่ออกนี่ช่วยความเตร่แต่ดอนในสกามาเพียบหนึ่งปอดกำลังจัดแต่เอาปุกวดพองบาดให้ยมบาดก็เหมือนเมียนเอาไว้หนึ่งทลาทลายสมได้หนึ่งกะดังกุนจมพูดอกปุบวดหนึ่งปุตตะพองได้บาดให้พร้อมแต่งโกนสมบัติชนหนึ่งเชียงฮอกได้ปลอมนอมโยนธรรมการบอกยมบาดตัวให้หนึ่งบองโอนสอบรอชนแต่ออกนี้ได้ กวาดบานบริจาเตอร์คือเปิงเปียปุกวาดให้ปุกวาดขัดคอมพลังไพร์เพื่อการบังโอนถึงออกเนี่ยก็คืนในสกามาเพียบตัวเพลียงกระไดตระเจี๊ยกระไดกระดาอือกระไดบาดฉลองโอฉลองจังฉลองพกสอบครบคือมันบาดยมบาดเรียบรอบมันไทม์เตี้ยเต้บังโอนคืนสกามาเพียบให้ใจวิดีโอได้ทอดเยี่ยจนล็อกจนล็อกคือมันทอดเต้ขนมกาลำบากคือทอดโยตายจนล็อกคลำซา คือเคยเตอร์เมียนกางเงยสรุลตามเปิดกอดมันสรุลได้ปีประลมตลอดยบอัตรีนอกบานตลอดมอกวิ่งโดยทั้งไงนะบานเตอร์ปริเวงให้มาดับมาตัดดับเชียงให้เจ็ดปีตัดดับตึกมาดับเตะวิ่งบาดให้เตอร์จิมวยหนึ่งเชียงหกพังได้พร้อมเตียงผู้วัดให้นักปุตตะบันเตอร์สมบัติชุนเหมือนบานเตอร์ได้ซามาได้ชื่อให้นักครูนไอโก ชื่อได้ก็อัดบานเตอร์เต้บาดเคยทำสกามเพียบเซ็งเซ็งกูเอาขยมเมียนการิเรียเชียร์ทลาจมปูปุกวดหนึ่งช่วยความเตาปุกวดเหมือนแตนบาดให้บองโอนต้องอ้อเนี่ยก็อาจจะพูดโดยขยมได้คือยังอาจช่วยอุปถัมภ์ลูกยัยมันเนี่ยนะลูกตามันเนี่ยนะได้จ้าจ้าบาดอันนัดดอกกวดกวดมันรู้บ้านหมาในบาดโดยจิตไงบาดเสียลหนึ่งเล็กใช่บาดในไงเล็กใช่ก็มันหนึ่งกวดบาน เรียจ่าโลกในเต้าก็ช่วยแต่ดอกกอดเอาเมียนเอาสกเรย์ซอกจังเต้าก็ยืงเมียนกาสบายริเรียจังปูเอาไว้ได้ยืงบานเพื่อได้บาดให้บางคนอายตุ่มเนี่ยตุ่มน้องขยมตามเรียเตลโฟนขยมนายเอเจโร่ 6 3 6
3734ឬមួយក៏ Facebook របស់ខ្ញុំ Charlie Michael Mock បើបងប្អូនអាចចង់ចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំដែរបាទទូបី2ដុល្លារ5ដុល្លារក្តីដូចអ្នកមីងសិតកែវសិតស្រីបាទគាត់បានផ្ញើ20ដុល្លារជាស្រោមសបុតអញ្ចឹងជារៀងរាល់ខែខ្ញុំក៏បានបញ្ជូនទៅហើយចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំជួយទៅដល់លោកយាយសុកងោបាទហើយយើងក្នុងការជួយក៏ឃើញគាត់នៅមានសុខភាពល្អដើរបានទទួលទាននៅអាហារបានគាត់ពិសានៅអ្វីៗដែលគាត់ចង់នេះជាបុណ្យក្រៃលែងបើមិនយើងទុកឲ្យគាត់ឈឺទៅបាទទើបអាណិតគាត់ទទួលទានអ្វីមិនកើតទេបាទហើយឥឡូវនេះក៏ពុំតែអាចទទួលទានប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺបុណ្យនេះក្រៃលែងបាទក្នុងក្រៃលែងនៃបុណ្យគឺជាពិសេសគឺបុណ្យធ្វើនឹងជាមួយមនុស្សចាស់និងកាពះនិងកំពុងតែត្រេកឃ្លានបាទហើយខ្ញុំពីក្មេងនឹកឃើញថាអ្វីៗដែលអ្នកដតីមានទឹកចិត្តរាប់អានអាណិតអាសូរមកដល់ខ្ញុំឲ្យដំបាយដំនំចំណីអីផ្សេងៗខ្ញុំតែរលឹកនឹកឃើញជានិច្ចបាទនេះអស់កាលជាយូរអង្វែងហើយខ្ញុំបើខ្ញុំចាំអ្នកដែលឲ្យខ្ញុំនោះបាទខ្ញុំនឹងឃើញគាត់ខ្ញុំនឹងអរគុណទៅដល់គាត់គឺថាខ្ញុំមិនខ្លាចក្នុងការលើកជង្គង់ថ្វាយបង្គំគាត់នេះគឺអរគុណគាត់ក្រៃលែងបាទនេះជាការនិយាយដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តក្នុងការដែលខ្ញុំតែងតែបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះរឿយរឿយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក៏សូមត្រេកអរអនុមោទនាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ពមៀនអ្វីដើម្បីយកទៅដើម្បីបៀតបៀនបងប្អូនទេគ្រាន់តែចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខនេះទៅដល់ពួកគាត់និងចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូជួយទៅដល់ពុទ្ធវិតសម្បត្តិជូនព្រមទាំងជាងហុកនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមជួយគាំទ្រនិងបំពេញនៅបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយចុច Share ចែករំលែកបន្តទៀតឲ្យបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណស្រ័យរាល់កំហុសឆ្គងពុំមានចេតនាដើម្បីចាក់ដោតគឺវាយប្រហារឬក៏បៀតបៀនធ្វើឲ្យមានការវិវាទគ្នានឹងគ្នាទេបាទមានតែការបំពេញរូបបង្រួមធ្វើនាំនៅសេចក្តីល្អឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពុំមានបៀតបៀនទេហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខកាយសប្បាយចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាព្រមទាំងមានសុខភាពល្អបរិបូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងបានជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចទាំងពួងនិងកិច្ចការបងប្អូនដែលមាននៅសក្តិសម័យព្រមទាំងឲ្យជួបនៅសេរីសុស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអល់មកក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបងអើយមកពីបាត់ដំបងចូលពោធិ៍សាត់លាការងាររួចដល់ហើយឥឡូវធ្វើដំណើរមកក្នុងពេញនឹងយកបងឯកណាស់ពេលនេះម៉ោង12យប់ហើយបងម៉ោង12យប់ហើយឥឡូវស្ងាត់ជាតែម្ដងមើលពួកនឹងបើកឡានអ្នកម្ដងមួយដេកម្នាក់ម្ដងឡើងដល់ពួកវិញពួកកណ្ដេកឥឡូវខ្ញុំបើកឡានបងបង